Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác, quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dân. Thì mới nhất buổi chiều ngày hôm nay em Trường vừa đi Tây Ninh về mua được một mẫu xe cực kỳ đẹp luôn nè, G2010, cùng đời không đối thủ nha cả nhà. Mời cả nhà xem hết video clip này để cảm nhận vẻ đẹp của mẫu xe này. Tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ nha cả nhà. Innova G2010 biển Tây Ninh 70A28981. Mẫu xe này em mua ngay tại Tòa Thánh Tây Ninh nha cả nhà. Đấy, màu ghi bạc. Đấy, khách hàng cũng đã biết rồi, biển xe Tây Ninh là cực kỳ đẹp, đẹp lắm cả nhà ơi. Đó, màu ghi bạc nha. Innova G đời 2010 phiên bản G là phiên bản đủ, được trang bị hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng, hai túi khí an toàn, rồi ba vùng lạnh xin theo xe. Nói chung những option miên man con bản đủ nha cả nhà. Đấy, xe rất là đẹp nha. Nhìn bề ngoài là không thể nào. Quý khách hàng lưu ý giùm em này, thấy không? Bình thùng nó thẳng băng hết nè. Đó, những cái gân guốc bình thùng rồi là thẳng hết. Đâu vào đó không có mớp méo gì nha. Đó, đây là những cái viền gân của xe nè. Đó, nói chung bình thùng thẳng, dàn chân chắc. Dàn chân chưa sơn tỉa gì hết luôn. Đó, thì em xin mời tất cả quý cô bác cùng em đi một vòng quanh xe, rồi sau đó em Trường sẽ đi vào chi tiết cho khách hàng xem rõ ràng hơn và đẹp là đẹp như thế nào nha. Cả nhà cùng em đi vào một vòng quanh xe nha cả nhà. Đó, màu ghi bạc 2010, xe này về sẵn dùng. Thì em thấy là khách hàng về sẵn dùng thôi. 2010 là bản đủ, được trang bị những option thế nha. Khách hàng thấy những cái lằn kia không, đó gọi là cái sấy gương. Đi mùa mưa mình sấy là nó không bị mù cái gương này, gạt mưa. Rồi hai cái chấm tròn kia là hai cảm biến lùi nha, zin theo xe hết, không có độ chế gì nha. Đó là những đặc biệt option của dòng bản đủ nha cả nhà. Đó, và khách hàng mua được cái mẫu xe này chưa, em trước mắt là em thấy lời 4 cái quả lốp rồi. 4 quả lốp là lốp xịn, lốp Michelin. Lốp Michelin là vua các loại lốp nha quý vị. Cái cao su của nó rất là dẻo và nó bền, đi không bao giờ bị nổ ẩu nha, đặc biệt luôn nha cả nhà. Innova 2010 màu ghi bạc cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó, máy móc êm zin thin thít luôn, tư nhân chính chủ nha. Không taxi, không dịch vụ một ngày phút nào nha cả nhà nha. Lưu ý giùm em. Đó. Innova biển 70A28991. Xe còn được hai quả đèn pha zin theo xe hết nè. Hay chưa? Hai quả đèn pha zin theo xe và bổ trợ là hệ thống đèn gầm. Đây, hệ thống đèn gầm của xe ốp mạ chrome cực kỳ đẹp luôn. Thấy chưa? Mặt ca lăng đồ rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Mặt ca lăng cực kỳ đẹp luôn nè. Đấy. Là phiên bản G được trang độ Toyota nha. Đây, ốp xi nhan gương đầy đủ hết. Xe 4 quả lốp nè, lốp 205/65R15 nha. Đấy, mâm đúc nè, đẹp. Lớp Michelin, lớp dày cực kỳ. Lớp này là chủ nhân của nó vừa thay mới nha. Râu ria đồ vẫn còn luôn nè. Thấy chưa? Cả nhà lưu ý cho em nè. Đây, râu ria của nó vẫn còn gai gió luôn nè. Chưa có mòn gì hết nha. Đây. Đó, gai gió vẫn còn. Và điều đặc biệt là mẫu xe này là khung gầm chưa được tỉa sơn lại luôn. Đây cả nhà nhìn giùm em nè. Đó, gầm bể của xe chưa một lần tỉa sơn dặm tút gì nè. Thấy chưa? Khung gầm bể rất là đẹp, không có dấu hiệu mục mọt nha cả nhà nha. Đây. Không mục mọt gì hết nha cả nhà. Đó, xe Tây Ninh mà, vùng đất đỏ đất thép mà, làm gì mà có nước non gì đâu mà mục mọt nha cả nhà. Đó, rất là ok luôn. Tay cửa mạ chrome này cả nhà ơi. Đây, tay cửa mạ chrome, gương zin Toyota luôn nha. Rồi, mở cửa ra nè. Đó, keo sùng chỉ thì còn trên 80% không đứt nối nha cả nhà. Đó. Đấy, keo sùng chỉ của xe nè, không đứt nối nha. Đó, thấy chưa, không mục mọt luôn. Gai vân của xe là miễn bàn nè. Đó, gai vân rất là dày nè. Thấy chưa? Xe trang bị hai túi khí nha. Một túi khí bên phụ nè. Một túi khí bên phụ và một túi khí bên vô lăng. Đặc trưng trên dòng bản đủ nha. Đấy, xe trang bị màn hình DVD loại xịn nha, có định vị đồ đầy đủ hết luôn. Đó, củ số zin theo xe, cảm biến lùi sấy gương sấy kiến đây, và vùng lạnh nè. Đó, bệ tì tay. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Thêu luôn ghế màu nâu kem, nhìn rất là đẹp nè. Thêu logo Innova, Toyota Innova nha cả nhà. Đó, nhìn rất là đẹp và sang trọng nè. Đấy, sáng sủa luôn nha, cả hai bộ ghế luôn. Nhìn cực kỳ sáng sủa và sang trọng nè. Đấy, nội thất, da sàn, đồ đẹp hết. Ốc nách cửa ra nè. Ừ, thấy chưa? Ốc ác đồ chưa tháo ra nha cả nhà. Đấy, bên cạnh nó con số chỗ xấu như ron nè. Mình ngồi mình dựa lên hay rách á. Cái này em sẽ xử lý thay mới cho cả nhà mình nha. Yên tâm. Đây nè, thấy chưa? Đẹp hết luôn cả nhà ơi. Đẹp tuyệt vời nè. Thấy chưa? Michelin nè. Thấy không? Và đặc biệt là cái bảo hiểm cái khóa, cái bấm chì mâm vẫn còn nha. 205/65R15.
đấy, lớp dày không cả nhà thấy nè, thấy không, dày cui, gai gió vẫn còn, thấy chưa, đây nè, hốc lớp xe nè, chưa mục một nha, chỉ cua lớp vẫn còn, xe chưa có dấu hiệu làm đồng nha cả nhà, đây, hốc lớp chưa sơn lại luôn, vẫn là còn màu zin của xe nè, cả nhà thấy không, đồng sơn rất là đẹp nè, đấy, rất là đẹp luôn, đây. Thấy chưa, nhìn rất là bén luôn cả nhà ơi, đó, thấy chưa, nhìn đẹp tuyệt vời, cho mẫu Innova G 2010, không taxi không dịch vụ nha, xe cực kỳ đẹp. Đây nè, cả nhà xe cùng em Trường nhìn nè, những cái đinh tán nhà sản xuất nè, hầu như đinh bon là còn đầy đủ hết nha. Đấy, những cái đinh bon của nó xe nè, hầu như là còn đầy đủ hết nè. Đó, chưa có tháo cái đinh nào ra hết nha. Thấy chưa? Xe rất là đẹp luôn. Đó, đinh bon của nhà sản xuất nè, hầu như không thiếu cái đinh nào. Cả nhà thấy không? Đẹp cực kỳ. Đây, phụ tùng theo xe nè, đầy đủ nha, phụ tùng theo xe là con đội nè, đó, phụ tùng tháo đồ là như không thiếu một cái gì luôn, độ thấp ở trong nè, đấy, gọn gàng sạch sẽ nha cả nhà, thấy chưa, rất là yêu thương luôn, ba vùng lạnh nhìn theo xe nè, thấy chưa, ba vùng lạnh nhìn theo xe nha cả nhà, đó, ba vùng lạnh nhìn theo xe nè, đây, lớp là đều lớp 205-65R15, lớp đẹp hết nha, 19 nè, đó, mâm không một vết xước nè, cả nhà thấy không, đẹp không, đó, đẹp cực kỳ, rất là đẹp luôn, tay cửa đâu nè, hậu thất của xe nè, nhìn một cái là yêu liền, 2010G em tuyên bố là xe cùng đời không đối thủ nha cả nhà, rất là đẹp luôn nè, đâu nè, gai văn của xe nè, tuyệt vời không, mặt trời chưa, đó, nhưng mà em vẫn bán đồng giá thôi, 268 triệu thôi, đó, khách hàng nào mà nhanh tay, hữu duyên thì sở hữu ngay em nói nha. Tại bên em Trường chỉ bớt lọc lá khi xem xe nha. Còn khách hàng nào kêu bớt chục triệu, tôi 15 triệu là thôi, anh em mình không có duyên. Đó, em Trường nó thẳng luôn, chứ đỡ mất công khách hàng gọi em cũng không bán được. Tại vì xe nói chung là tiền nào của đó nha khách hàng nha. Đó, xe rất là đẹp luôn nè. Thấy chưa, nhìn rất là đẹp luôn. Đây nè, sàn xiết đồ nó là sạch sẽ luôn nha cả nhà. Đó, cửa đóng là nhẹ nhàng nè, gương zin là Toyota hết nè, tay cửa mẹ là rôm nha cả nhà nha. Đó, cả nhà lưu ý giùm em nè, xe cực kỳ đẹp luôn nè, Innova 2010 đây nha, Toyota Innova G 2010. Đâu nè, mấy cái ốc cửa nè, nhìn rất là đẹp không, ốc nắp đồ chưa tháo luôn nha cả nhà, bản lề Toyota luôn, thấy chưa, đẹp hết. Đấy, vô lăng của xe nè, thấy chưa, vô lăng của xe đẹp cực kỳ luôn nha, túi khí an toàn rồi đầy đủ hết, ốc nách cửa nè, còn có tháo ra gì nha, gai văn của xe nè, cả nhà thấy không, rất là đẹp luôn. Đặt trên ở dòng 2010 là cái tay cửa đây màu vàng nè, những nút chỉnh gương auto rồi hết nha cả nhà nha. Đó, keo sùng chỉ của xe nè, thấy chưa, rất là đẹp luôn, không có đứt nối, chân phanh, chân ghe, chân số gì nè, thấy chưa. Rồi thì cùng em Trường nổ máy mẫu xe này lên luôn nha. Đây, đây xe đi 12 vạn chuẩn nè, túi khí đồ báo đầy đủ hết nha. Đó, xe nổ nè, âm thanh nè, phụ số không rung lắc không gì nha cả nhà nha, lưu ý giùm em. Đó, giờ mâm cực kỳ đẹp luôn nè, lớp dày nè nha cả nhà. Đó, thấy chưa, chưa tỉa sơn nha cả nhà, xe rất là đẹp luôn, máy móc nó êm tinh khiết luôn. Rồi, em Trường xin mời tất cả quý cô bác cùng em Trường điểm qua khoang máy của mẫu Toyota Innova G 2010, biển kiểm soát 70A28981. Đối với mẫu Innova G này, em Trường xin cam kết nhà mình 100% không đâm đụng, keo sùng chỉ nguyên zin trên 80%, và đặc biệt là máy móc chưa hạ nha, máy móc chưa hạ. Màu sơn của xe là màu bạc xịn zin theo xe, cam kết không sơn đổi màu không gì hết nha, zin theo xe. Rồi, thì đối với dòng Toyota Innova phiên bản G 2010 thì trang bị động cơ là 4 máy, động cơ là 4 máy làm việc, động cơ làm việc, thể tích làm việc là 2.0. thì 100 cây số vị trí là xe tiêu hao tầm 8 đến 10 lít xăng, phụ thuộc vào cái cung đường của nhà mình di chuyển là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phụ thuộc vào cái yếu tố là người tài xế chạy xe luôn nha cả nhà. Tại vì nếu mà tài xế mà chạy lâu năm kinh nghiệm á thì nó sẽ đỡ hao hơn mà tài xế mới ra lái mới, ai cũng vậy thôi nha cả nhà, dù xe tải đến ô tô con. Và điều đặc biệt nữa là bên em Trường nhận thu mua trao đổi cái dòng ô tô đó quay sử dụng từ 4 đến 7 chỗ nha. Đó, có tuyển cộng tác viên nhận thu mua xe bán xe toàn quốc luôn nha cả nhà. Đây, đây nè, đó,
keo sùng chỉ là không đứt nối nha cả nhà nha, không đâm que. Đó, giờ cả nhà thấy không, cực kỳ đẹp nè. Đó, đẹp đến từng chi tiết. Là logo Toyota Zin luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà đã quý cho em nè. Đó, logo Toyota Zin, ốc nách đồ nè. Đó, Zin hết, không có dấu hiệu que chạm gì nha. Thấy chưa cả nhà nha. Đó, đây có xe nè, đẹp không, đinh tán nè, đinh tán của xe nè. Đó, đinh tán trên xe là Zin hết nha cả nhà. Rồi, Zin hết nè, thanh vàng trước của xe nè, cả nhà thấy không, cực kỳ đẹp. Đó, thấy chưa, đây là hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng kèm bốn bánh nha cả nhà nha. Đó, bắt trong máy của xe nè, đẹp không, đẹp cực kỳ luôn nha. Đó, những cái chấm nhà sản xuất vẫn còn nè, thấy chưa cả nhà thấy không, đẹp cực kỳ chưa. Đó, đẹp từng chi tiết luôn, cam kết là không đâm đụng mà máy móc là Zin hết nè, thấy chưa, khô rét sạch sẽ nha, không có dấu hiệu nào mà chảy nhớt chảy nhau gì nha cả nhà, lưu ý kỹ cho em nha. Đó, máy móc khô nè, thấy chưa. Đó, từng chi tiết luôn, ốc máy luôn nè, chưa ra nha, cam kết luôn. Và cả nhà giúp giùm em một cái là đăng ký kênh và ấn nút quẹt chuông góc bên phải màn hình nha. Mọi thao tác trên là hoàn toàn miễn phí nha cả nhà mình nha. Đó, để mỗi khi em Trường mua được xe thì nó sẽ báo vào điện thoại cho cả nhà mình xem và cảm thấy mẫu xe này phù hợp với gia đình mình thì ủng hộ giùm em Trường nha. Và giá mẫu xe này G2010 bản đủ biển 70A28981 em Trường chào bán với giá là 268 triệu thôi. Bao rút hồ sơ. Khách hàng nào mà hữu duyên sở hữu ngay mẫu xe đẹp này nha. Alo cho em Trường, số điện thoại 0972147247 nha. Xem xe ở Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại em ở trên bài đăng nha cả nhà. Cả nhà có thắc mắc gì thì liên hệ với em số điện thoại các bạn Zalo. Số đó hoặc là bình luận ở dưới video em trả lời luôn nha cả nhà nha.